tâm sự thầm kín tuổi hồng hoài thì tôi không thích nghe. Ok, không biết sao nữa nhưng bây giờ lỡ hứa mất tiêu rồi. Nhìn giống cái yên ngựa hay là cái gì ta? Ui, ngầu dữ trời, đủ hết 4 màu luôn, không thiếu màu nào nhá. À ha, hello hello mọi người, xuống đây. Chào em nha. Ready, tôi bảo này. Sao đây, đang đi đầu đá giật của mình. Nè, tôi nghe nói là bữa trước cậu làm cái clip gì mà là 4 con rồng đúng không? Đúng rồi, 4 em làm mặc đồ hết luôn. Trời ơi, bây giờ tôi thấy là cậu có nhiều quá, cậu cho tôi xem, bây giờ tôi có mỗi con nè. Xem chi, cậu có chế nổi cho mình xem chạy. Cậu nói nha, tôi là tôi tự cày cái này là tôi cày chay ra được con này nha, cậu nói vậy. Ê, tính ra tôi cũng chạy chay, nè, nói gì cày chay giỡn mặt cho tôi hả? Là sao vậy mọi người? Ôi trời, chịu ơi. Giỡn tôi hả? Ôi rồi, ba con kia thì sao? Bây giờ cậu muốn nó xuất hiện, cậu phải yểm bùa cái này đã xuất hiện. Yểm bùa hả? Yểm bùa sao ta? Ba la xì rồng xuất hiện. Ôi. Ghê trời. Em tiếp. Nè, bây giờ đến con rồng đen đi, tôi thích rồng đen nè. Ba la xì rồng đen. Ôi. Ôi chị ơi. Trời, ba đi đen nữa nè. Bây giờ còn con cuối yểm nốt nè. Thôi, con cuối cậu cho xuất hiện đi, khỏi yểm đi rồi. Nè. Trời, mèo thần long nó kìa, sao mà cậu nhiều vậy? Trời ơi, tôi thiệt, cái clip của tôi tốn 3 triệu của cậu. Ghê hả? Bây giờ tôi cày chay cậu tin là tôi cày 4 con như cậu không? Trời ơi, cậu ơi, tôi thiệt cày được á, tôi nghĩ cậu mất đâu đó khoảng 1-2 năm sau mới cày được. Nghĩ gì mà kêu 1-2 năm, tôi cày cái này phút mốt là xong nha, nói vậy. Bây giờ cậu nhắm mà cậu cày được cho bao lâu? Tôi cày có 2 ngày là xong liền á. Nếu không xong sao? Không xong thì thôi chứ sao trời. Cái anh không chịu. Lươn lẹo. Tôi hỏi lại cậu một lần nữa, cậu tin tôi cày được không? Thì nói chung anh em nhau tâm sự thầm kín tuổi hồng hoài thì tôi không tin nghe. Ok ấy. Cậu không tin cậu đi, tôi đi clip cho cậu coi. Bye bye. Rồi, để xem nha. Mời đến. Ủa gì hả? Trời ơi, anh làm gì đây vậy? Đang làm nhiệm vụ khách sạn chạy, tự nhiên bữa nay qua kiếm anh vậy? Xuống đây em bảo này, lẹ lẹ, xuống đây. Cái gì nghe quan trọng dữ vậy chạy? Nè anh có biết là hồi nãy em vừa đi đâu không? Đi đâu ai biết chạy, sao tôi biết chạy? Em qua gặp bé đi mà em nói cái này mà bé đi không chịu tin em chứ. Nói cái gì vậy? Anh có rồng đúng không? Đúng. Em nói là em cày được 4 con rồng mà ba đi không tin em mà không cày được. Nhưng mà 4 con rồng gì? 4 con rồng con hay là 4 con rồng level max? Level max là như cái con em đang mang đây nè, con anh long đây nè. Gơi vậy? Nhưng mà 4 màu khác nhau hay là sao? Là 4 màu khác nhau luôn. Sao? Vậy trời. Ý là em đang hỏi trước là có tin là em cày được không đó, chứ em chưa có cày. Ây chà. Có tin cày được không nhưng mà em chưa có cày là sao chạy? Và rốt cuộc là cày chưa? Em chưa cày mà em hỏi trước đấy ạ. Thì sự kiện còn tới mười mấy ngày nữa, thì nếu mà em chịu cày thì dĩ nhiên là cày được rồi. Vậy là anh tin em đúng không? Thì nếu mà trong vòng 17 ngày này mà em không cày được 4 con rồng nữa thì là tại em không muốn cày. Chứ muốn cày sao không được chạy? Không, nhưng mà em hứa mẹ đi làm cày trong có 2 ngày ạ. Là bây giờ 2 ngày cày 4 con rồng. Đúng. Nhưng mà bây giờ là có cài lại từ đầu ha, có tính con rồng màu xanh này không? Đã tính chứ. Vậy là bây giờ cài thêm 3 con nữa đúng không? Đúng rồi. Cài thêm 3 con nữa mà nuôi lên level max trong vòng 2 ngày, vậy là không tin. Trời, anh phải tin chứ. Sao mà tin được, tại vì cài lâu lắm. 3 con rồng con mà 3 màu khác nhau thì tin, nhưng mà nuôi lên level 7 thì không tin. Rồi nha, anh lại giống bé đi luôn. Bây giờ em cho anh bất ngờ nha. Không, 2 ngày nữa em sẽ cho anh bất ngờ. Rồi ok, 2 ngày nữa gặp lại. Được rồi, hẹn anh 2 ngày nữa nha. Tạm biệt. Bye bye. See you again. Tính ra lúc đầu mình chỉ định qua chỗ bé đi để xem rồng khác nó như thế nào các bạn ạ. Kiểu mấy bé rồng như màu hồng nè, hay là nhất là cái bé tinh vân màu đen á, để xem nó như thế nào thôi. Ai ngờ đâu khui ra cái vụ đó. Cơ mà thật ra là mình cũng đang định có ý định là sẽ cày những bé rồng này các bạn ơi. Cơ bản là cũng không quá khó lắm nha. Tại vì ở trong này nè, có một cái mục bảng thành tích này thì mình sẽ nhận được khá là nhiều cái đẹp luôn. Đó là mấy cái tượng rồng nè. Thêm cái nữa là trong này sẽ có một quả trứng tinh vân. Đấy. Và điều kiện của nó thì sẽ là mình sẽ cần thêm một con ái tình long, thêm nữa là một con cổ thần long các bạn ạ. Là băng cố long là mình chưa nhận, giờ mình nhận nha. Thì ngay lập tức mình sẽ nhận được cả cái trứng tinh vân này luôn. Như vậy là mình không cần cày thêm một trứng tinh vân nữa mà có sẵn trong này các bạn ơi. Vậy thì cái việc mà mình cày được thêm 3 bé nữa rất là khả thi luôn. Mà bây giờ vẫn đang còn cái tăng tỷ lệ ra hộp nè, cũng như là ra những cái sở lam, thì khả năng cao là mình có thể cày được nha các bạn. Đúng trong vòng 2 ngày luôn á. Không biết sao nữa nhưng bây giờ lỡ hứa mất tiêu rồi thì chỉ biết cố gắng thôi chứ như nào bây giờ. Mà sẵn đây khoe cho các bạn xem nè. Bây giờ là mình đang có ở đây hơn 100 lọ nước phép tính ảo mộng rồi. Tại vì như mình đã nói á, có cái tăng tỷ lệ thì mình kiếm cũng khá là nhanh luôn. Và nhân đây thì mình cũng sẽ rút kinh nghiệm nha. Lần trước thì mình đã nâng bé anh long lên cũng mất rất là nhiều kim cương luôn. Tại vì là mình không chịu làm mấy cái bình trước các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ rút kinh nghiệm, mình sẽ đi chế những cái bình trước, chính là cái bình thuốc dòng đặc biệt này, mất tới 5 giờ lận luôn.
đợt này ngoài tăng cái tỷ lệ ra lọ nước phép ra thì mình sẽ có cả tỷ lệ ra trứng luôn. Nên trong khi các bạn đi kiếm nó thì có thể kiếm xong xong cả trứng luôn nha. Nên không cần lo đâu. Các bạn để ý đây nha, bây giờ là 17 ngày. Để xem là cái mục tiêu này mình có hoàn thành không nha. Ít nhất thì cũng phải trong 2 ngày phải xong được nha các bạn. Còn nữa chưa? Sang ngày mới thì trời cũng mưa luôn các bạn ơi. Tuy nhiên thì hôm nay mình đã làm thêm được một số cái quả trứng rồi. Bây giờ mình sẽ nhận các bạn xem nhá. Vì là lần đầu mình nhận nên bắt buộc phải quay lại các bạn ạ. Đấy, để xem là lúc nhận có đẹp không ha. Đầu tiên là quả trứng ái tình long nè. Ui. Sao mà nhìn góc này giống trứng cúng. Ủa, quả này thì có tông màu trắng vàng các bạn ạ. Mà ở giữa nó là hình cái gì mình cũng không hiểu luôn. Nhìn giống cái yên ngựa hay là cái gì ta? Ai mà biết được. Đi kiếm quá trời mấy cái lọ luôn. Giờ này là đủ hết rồi đó. Mà thiếu cái trứng. Trời ơi, nhìn nó có ác nhân không chứ gì trời. Mất 4 quả nó mới xong được cái hộp thuốc. Mà chưa kể mấy cái hộp nhỏ nữa nha. May là mình có dự trù khác các bạn ạ. Mình mới treo một cái hộp phụ xong. Tại vì mình treo khu camping nên là có khả năng nó sẽ có trứng các bạn ạ. 2000 years later. Cuối cùng cũng cày xong rồi các bạn ơi. Hôm nay sẽ đổi background một xíu là mình sẽ vô nhà chị Nhí để mình mở nha các bạn. Đấy, đứng bên này cho nó lạ lạ nha. Trứng cổ thần long nè. Rồi, cho ăn lẹ luôn. Đồ ăn và thú cưng nè. Đấy, mình sẽ cho sử dụng cái bình bự đây luôn nha. Ăn nè em ơi. Con này nó trắng tươi luôn các bạn ạ. Cũng cute luôn đấy nha. Đấy, để tên ngay nha. Đấy, vẫn còn lên tiếp. Bây giờ là sẽ lên cấp 4 nha. Cấp 4 này. Ý, uầy, có cánh con nè. Uầy, con này cũng vẫy đuôi y chang con sinh dương của mình luôn kìa. Chị uầy giống con cún nữa ta. Mà có vẻ mặt của rồng trắng thì nó sẽ hiền hơn một xíu nha. Rồi, xinh nha. Uầy, nãy giờ là mình hoàn thành được mấy mốc ở trong này rồi nè. Ui, lại thêm một cái nữa. Rồi, xíu nữa thì mình sẽ nhận hết tất cả những cái mục trong này luôn. Lên nào. Ui, cấp 6 đây. Ui, nhìn ngầu dữ trời. Ây da. Wow, con này nhìn cũng rất là ngầu các bạn ạ. Có một chín một mười con rồng xanh của mình luôn. Này giống kiểu là như rồng vua các bạn ạ. Có thêm cái màu vàng nữa, khá là ánh luôn. Đấy, ok. Mình sẽ cho ăn nốt để cho bé lên full luôn nha. Sử dụng hai cái lọ vừa. Đấy, một cái đầu tiên nè. Thêm lọ nữa nha. Đấy, vẫn còn thiếu một xíu nha các bạn. Mình sẽ sử dụng thêm là hai cái lọ nhỏ này nữa. Một cái nè, hai cái. Ok, bây giờ là lên cấp 7 nha các bạn. Đây các bạn thì nó sẽ có lấp lánh nè. Trời ơi, ngầu chưa? Mời đến. Trời ơi, quá trời đẹp luôn. Tiếp tục sẽ đến trứng ái tình long. Này là các bạn nữ thích lắm nè. Rồi, mình cũng sẽ cho ăn luôn. Đấy, để xem lúc nhỏ như thế nào nha. Ôi, thì lúc nhỏ là có cái trái tim trên đầu các bạn ạ. Ủa, hình như là lúc lớn cũng có các bạn ơi. Trời, quá trời lắc luôn kìa. Ui, bốn thì bé này sẽ có một cái đôi mắt. Ôi, chưa kịp tả đôi mắt lại quay đến cái đuôi nữa kìa. Sao mà thích lắc quá. Đôi mắt của bé này thì sẽ có màu đỏ như các bạn. Đỏ kiểu đỏ tươi luôn á. Đại diện cho tình yêu, tình ơ rồi đó các bạn ơi. Để mình bế xem nha. Hồi nãy giờ là mình chưa có bế các bạn ạ. Chỉ có chân đó kìa. Chú có làm cái gì đâu mà lắc dữ vậy. Thôi được rồi, để cho ẻm lên full luôn nha. Tiếp tục là một bình lớn nữa. Ây da, bắt đầu to nha. Ôi. Ôi, cái này đúng chất kiểu dùng cái các bạn ơi. Các bạn nhìn vào cái phần mắt này. Đó, sẽ có kiểu đánh eyeliner này. Đánh mí nó cong cong bên trên các bạn ạ. Ở trên vùng cổ lại còn có thêm một cái vùng bao quanh nữa. Đấy, kiểu lông đằng trước á. Khá là xinh luôn. Kiểu nữ tính nha các bạn. Tiếp tục thì mình sẽ cho bé nâng full lên luôn. Bây giờ là mình có thêm hiệu ứng nữa nè. Đây, mình sẽ chạy các bạn coi nha. Đó, trời ơi. Ngoài hai con nào cũng xinh các bạn ạ. Này mà ghép lên chắc còn xinh nữa cơ. Lúc xem của mọi người thì mình không xem kỹ các bạn ơi. Ở trên cái trái tim này nó còn có một cái giống kiểu cái vương miện nữa cơ. Nhìn như giống nữ hoàng á. Còn nữa chưa? Tiếp theo thì mình sẽ vào đây để nhận hết tất cả mọi thứ trong này luôn. Chuẩn bị chỗ này mình sẽ nhận thêm trứng tinh vân nữa nè. Với thêm cái mục cuối thì mình phải phun tất cả cái chỗ này là ghép 4 con lại lận luôn. Khó ấy nha. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nhận cái chỗ này đã nha các bạn. Đấy, một cái đầu tiên nè. Đấy, được một cái lọ này nha. Đấy, thuốc bổ rồng. Cái phần thứ hai. Đây là những cái mục của rồng hộ vệ ánh sáng này. Mình sẽ nhận được một bức tượng. Wow. Trời ơi, tượng đá cổ thần long.
bức tượng hình đá cổ thần được tạo ra bởi những nghệ nhân. Trời ơi, ngầu thực sự. Tiếp theo là đến bức tượng màu hồng nha các bạn. Rồi, cũng nhận y chang luôn. Đây, lấy cho các bạn coi này. Trời ơi, cái tượng này cũng xinh không kém luôn nha. Cái tượng này là cái lúc mà nó ghép xong này các bạn, là hình như là cái sừng nó còn bự hơn nè. Wow, xịn dữ trời. Quan trọng bây giờ là đến quả trứng tinh vân nha các bạn. Khi mà nâng cấp được ba con rồng màu là màu xanh dương này. Đó, hai cái. Rồi, ok. Bây giờ đến quả trứng tinh vân này các bạn. Ui, trời ơi, quả này đúng kiểu đen huyền bí siêu ngầu luôn. Nhìn hoa văn như kiểu vũ trụ đến nơi á. Bây giờ mình sẽ chăm để lấy thêm cả cái tượng tinh vân nữa nha. Ê, mình lăm le được cái sân khấu ở bên nhà chị Nhí nè. Cái gì, trò chơi cái gì đến chỗ này ta? Ai mà biết được. Đây, quả trứng tinh vân. Uầy, nhìn ra này đúng đẹp các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho ăn nào. Này, để xem xíu nữa, cấp 1 thôi. Để xem là có ngầu không nha các bạn. Có khác những con khác không? Ôi nhì, cái chòm gì trên đầu á. Cho ra. Uầy, bé này ngầu dữ các bạn ơi. Nhìn cái lông đuôi kìa. Trời ơi, con nó tím lịm tím xim luôn. Ở trên có cái bờ màu vàng nữa. Uầy, đôi mắt cũng khác biệt hẳn luôn các bạn ạ. Này là từ lúc vừa mở ra đã thấy sự ngầu của con rồng rồi các bạn ơi. Chứ không có vô trì như mấy con khác các bạn ạ. Tiếp tục nha. Rồi, vô. Nhìn con này hình bự hơn sao á. Ui giời, cái đuôi nó lắc kìa các bạn ơi. Cái đặc điểm này không thay được con nào luôn. Con nào cũng lắc y chang nhau luôn các bạn. Cái này nó còn thêm cả cái đuôi dài nữa, nhìn nó còn buồn cười hơn nữa chứ. Đấy, nhưng mà nhìn con này ngầu nha. Mình tưởng con xanh dương ngầu nhất, con này còn ngầu hơn nữa cơ. À, mình sẽ thử bế lên xem nha. Trời ơi, có cái tật cũng y chang như nhau các bạn ơi. Thôi được rồi, bây giờ sẽ cho lên cả cấp full nữa, là cấp 7. Ây da da, đây, chuẩn bị đây. Ui, mình nhìn thấy cái sừng ngòi. Ui đẹp đi trời. Ui cái cánh kìa. Cái cánh nhìn như kiểu vũ trụ ở bên trong á. Đằng trước có một cái sừng rất là giống con kỳ lân luôn. Cái vùng lông thì rất là bồng bềnh và càng ngày càng bự nha các bạn. Ui riêng cái tông màu đen đã ngầu rồi. Cộng thêm cái họa tiết kiểu vũ trụ rồi, nhìn sâu xa nữa chứ. Nhìn như kiểu này là rồng ở ngoài vũ trụ đâu ngoài kia các bạn ơi. Không có phải rồng trên đất. Là sao vậy mọi người? Ok, xài ơi. Thêm cả cái hiệu ứng lấp lánh nữa các bạn ơi. Nếu như mà các bạn muốn mình bay cái bé tinh vân này thì nhớ bình luận xem bên dưới nha. Thì mình sẽ bay thử theo ý các bạn xem sao nhá. Rồi vậy là bây giờ mình cũng hoàn thành hết cái bảng này nha các bạn. Đây, nhận luôn cái tượng cho các bạn xem nha. Đây, trời ơi, ánh sao rơi hả? Ok, nhận nè. Ui, sổ nhìn lại thấy ngầu rồi. Uầy, trong cái tượng này nó còn đẹp hơn nữa kìa. Tượng này là ghép full lên nữa các bạn ạ. Lại còn ghép thêm lần nữa cơ, là còn khó hơn nữa các bạn ơi. Không biết là từ giờ đến hết sự kiện mình có cày nổi không nữa. Đẹp nha, đẹp nha. Ok, vậy là mình cũng đã hoàn thành thử thách của Bendy và anh Hòa rồi. Đây chính là những cái chú rồng mà mình đã cày chay được nha các bạn. Đấy, có anh Long là rồng xanh nè. Rồi sau đó đến Ái Tình Long nè, Cổ Thần Long nè, rồi cuối cùng là Tinh Vân nè. Trời ơi, đủ hết 4 màu luôn, không thiếu màu nào nhá. Các bạn xem clip đây thì nhớ qua chỗ anh Hòa và Bendy khè cho mình nha. Lã một kêu là mình không cày được hả? Mình là mình cày chay nha các bạn. Không có nạp tiền tí nào luôn. Mất sạch trơn 2 ngày của tôi đó. À nhân tiện thì mình cũng mới cày để chuẩn bị làm cái khu nhà cho mấy bé pet của mình rồi. Thì clip sau mình sẽ đăng lên cái quá trình ở mình kiếm nhà, cũng như là xây cái khu pet mới nha. Các bạn nhớ đón xem nha. Bye bye. Nhớ like subscribe cho mình nha các bạn ơi. Cảm ơn tất cả mọi người. Nhớ khè anh Hóa bé đi hộ tôi nha.